Trong thực tế cuộc sống, nhiều gia đình sống chung cư hoặc những gia đình có diện tích chật hẹp thì việc sắp xếp bố trí ngăn nắp mọi đồ dùng là một việc không hề dễ. Xin giới thiệu móc treo quần áo đa năng 9 lỗ tiện ích tiết kiệm diện tích là giải pháp hoàn hảo nhất với những tủ quần áo chật cứng. Nó có thể giúp bạn tiết kiệm được một khoảng diện tích rất lớn trong chiếc tủ nhỏ xinh. Móc treo giúp bạn sắp xếp tủ quần áo gọn gàng, dễ tìm kiếm, dễ lấy, đồng thời giúp quần áo luôn phẳng phiu, đẹp mắt. Móc treo quần áo đa năng tiện ích tiết kiệm diện tích với 9 lỗ treo thiết kế thông minh, tiện lợi treo được 9 móc trên một dàn, treo được nhiều quần áo, treo ngang treo dọc chỉ cần một động tác nhỏ. Sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, gia công kỹ lưỡng và làm từ chất liệu nhựa cao cấp, bền bỉ, tải trọng lớn, an toàn cho sức khỏe. Trên mỗi chiếc móc có đến 9 lỗ nhỏ, đường kính 3 x 2.5cm, phù hợp với nhiều móc quần áo thông thường. Móc treo đa năng cho bạn nhiều cách dùng đa dạng cho bạn lựa chọn, phù hợp với nhiều dạng quần áo, đồ dùng. Sản phẩm có nhiều màu sắc cho bạn lựa chọn phù hợp với sở thích. Móc treo được làm từ nhựa cao cấp, rất dẻo và siêu bền, chịu được các loại quần áo với trọng lượng rất lớn, cho thời hạn sử dụng dài lâu. Trục có thể được xoay 360 độ giúp tìm kiếm quần áo thuận tiện hơn, tiết kiệm thời gian. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hữu ích, các bạn hãy nhấn like và đăng ký để nhận thêm nhiều video khác. Mọi liên hệ xin vui lòng gọi số hotline trên màn hình. Xin cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay và hữu ích, hãy nhấn like và bật chuông đăng ký để nhận được thêm nhiều video mới hơn nữa. Và bên cạnh là một số video khác, các bạn nhấn ngay để xem nhé.